pH Truthy thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Sẽ mang tới cho quý vị nhiều bản phối hay, những gương mặt trẻ trung và những giọng ca đầy nội lực. Đầu tiên là cô gái xinh đẹp Liz Kim Cương. Lời đầu tiên thì cho Liz Kim Cương được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lạ Lắm À Nha. Và đây là lần thứ hai mà Liz quay trở lại với cả chương trình rồi. Không biết là lần này thì mình có lại may mắn đoán được các quý vị khách mời bí ẩn hay không? Chắc là không quá. Mình chưa thi mình cảm giác linh cảm vậy luôn á. Phải nghĩ là mình may mắn chứ. Hôm nay quả đầu này là ok la đấy. Không, quả đầu hôm nay quả đầu phai. Hơi phai nên là trước đây là màu gì? Trước đấy là màu hồng ạ. Nhưng mà màu này cũng xinh mà, cũng đẹp đấy. Hy vọng là tương lai cái tốt đẹp đang chờ đón mình trong chương trình này. Em cũng hy vọng như thế. Và yên tâm đi, mình mà sai thì những bạn chơi với mình cũng sai theo thôi. Không biết được, nhỡ đâu họ hên, họ trúng vào một cái người mà có một cái giọng nó quá là đặc sắc, nó quá là dễ nhận ra thì sao. Còn em có thể là vào một người mà họ lại giả giọng sang một cái giọng khác quá là khác, nên là mình không nhận ra được. Chúng ta chờ xem kết quả sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta chào đón một giọng ca nữa. Đó chính là Vicky Nhung. Mời em giới thiệu đi nào. Xin chào tất cả mọi người đang xem trên truyền hình cũng như là tất cả những bạn đang có mặt ở đây. Mình là Vicky Nhung và hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình Lạ Lắm À Nha. Thì hôm nay là ai cũng có quả đầu xinh à. Bốc lửa không em? Bốc lửa đấy. Bây giờ chúng ta chào đón một bạn nam nữa đã từng là một hiện tượng và rất nhiều bạn ở đây cũng thích giọng ca bạn ấy. Chúng ta vỗ tay chào đón Hoa Vinh. Sao lại có những người lại vóc dáng thon thả? Mình nhìn lại mình thật là anh cứ để em đứng qua đấy cùng phe với anh. Không, em cũng ok mà. Hoa Vinh có thể nói một vài lời được không ạ? Em Vinh xin được gửi lời chào đến quý anh chị và các bạn và các bạn khán giả đang xem truyền hình. Đã lâu rồi mới thấy sự trở lại của Hoa Vinh. Lâu rồi này thì em ở đâu mà không thấy xuất hiện? Sau thời gian thì em có cũng tập tành thêm về kinh doanh ạ. Kinh doanh. Và em đang có một shop quần áo. À, đang kinh doanh quần áo. Vâng. Bên đó có bán đồ dạng cho mấy người hơi big size nha không? Những cái gì anh mặc em bán hết ạ. À. Rồi, chúc cho tất cả công việc cũng như ca hát của mình sẽ ngày một phát triển. Thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một nghệ sĩ thôi để đi bước đi đầu tiên. Chúng ta sẽ chọn ai ạ? Để theo lời của hàng trăm khán giả hâm mộ, chúng tôi sẽ chọn Liz Kim Cương. Thưa quý vị thân mến, đây là Liz Kim Cương. Ngày hôm nay sẽ chọn bài hát gì để song ca với nhân vật bên kia bức tường? Em xin được chọn một ca khúc mà em cũng rất là yêu thích trong thời gian gần đây. Cô đơn trên sofa của chị Hồ Bạch Hà. Trước đây mà đã từng song ca với ai chưa? Trước đây thì em cũng song ca với anh Bình nè. Trình Thắng Bình. Hết rồi đấy. Hết rồi đấy. À, có một bộ sưu tập về búp bê. Nếu mà có bộ sưu tập búp bê là em biết là ai đấy nhá. Đúng anh không? Đúng à? Làm gì đấy? À, búp bê Chao Miao. Đúng rồi, em nghi lắm. Wow. Bớt nghĩ nhà như nhớ lại. Dịu dàng chút xíu nào. Đó. Nói chung là mặc một bộ đồ màu hồng và rất là hồng là tông sệt tông với em luôn à. Hồng này đậm lắm. Hồng này hồng tím á, hồng tím. À, biết múa nó có thể là dancer. Mẹ ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để vương sầu trên quê mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giàu có nỗi buồn sâu? Vô tâm hồn em cho lạnh đây trong căn phòng rồi là rơi xuống trên sofa. Khẳng định luôn, sau hát lần một ở dưới này trên kia cũng không ai biết gì. Ly Xuân Cương bị hai loại bệnh. Tự nhiên là không thấy đường, thứ hai là bị lãng tai. Cái này đúng anh ạ. Ôi trời ơi, em này còn bị bệnh mất trí nhớ nữa. Trời ơi, em này còn bị bệnh mất trí nhớ nữa. Ô là ba của anh ạ.
Bé này đích thì là bệnh viện đa khoa rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mời nhân vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Thưa quý vị thân mến, đây là Hoa Vinh. Ngày hôm nay bài hát được chọn sẽ là bài hát mang tên Đừng Quên Tên Anh. Đừng Quên Tên Anh. Ô, em chuẩn bị trong đầu sẵn luôn, một vài dữ liệu luôn. Ví dụ đang chuẩn bị ca sĩ nào trái với mình? Anh làm trường nhỉ. Anh làm trường nhá. Anh chọn sẵn luôn người hát anh luôn. Trường, anh làm trường khác vậy này. Kỳ bay lên sông sông. Đừng tìm đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ai nữa, ai nữa, ai nữa? Hết rồi. Hết rồi. Chậm trường vậy lắm. Thôi mà, thôi mà, lại nhoi nữa rồi. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh, đừng quên đôi môi anh mát, hay giọng nói trầm lặng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. Chúng tôi không phải là hệ thống phòng thu và xử lý. Không, đây là cố tình. Cố gắng, em nghe một sự rất là cố gắng đấy. Sẽ mời nhân vật bí ẩn số 2 mở màn ạ. Thưa quý vị, người cuối cùng là Vicky Nhung sẽ song ca với nhân vật bên kia bức tường. Bài hát được chọn là bài hát được mang tên Bài hát hôm nay em sẽ trình bày là bài hát Tình Nồng ạ. Tình Nồng. Vicky Nhung đoán sai luôn thì cũng rất lâu rồi mới có một cái tập mà cả ba cùng đoán sai như vậy. Hoàng. Hoàng bước ra rất là làm cái ghê lắm. Để tôi thông báo. Thông tôi xin thưa với nhân vật bí ẩn, nếu được hãy đổi tư thế. Bởi vì cái cuộc nói chuyện này xảy ra nửa tiếng. Nửa tiếng. Mà ngồi như vậy thì chị không nổi đâu. Em nào không luôn xót xa một lần đã tan vỡ. Thì những người hát bài này là những người có giọng hát hay. À quên, chương trình mình hay hết mà quên. Đừng buồn nhé em hãy. Cuộc tình nào không luôn xót xa một lần đã tan vỡ. Để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha. Thế nói, Vicky Nhung có một cái tên nào chưa? Em vẫn chưa nghĩ ra là ai cả. Em chỉ biết rằng đây là một người có một cái giọng rất là hay và kỹ thuật rất là tốt. Em chỉ dừng lại ở đấy thôi, còn đâu em chưa có khoanh vùng được thêm. Năm anh em mình lên này, 2, 3 1, 2, 3 anh chào. Và bây giờ là lúc chúng ta được thấy gương mặt thật của nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, đây là phần cuối của chương trình Là Lắm Anh Nha. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phong bì ngẫu nhiên dành cho 3 nghệ sĩ tham gia ở khía cạnh là nhân vật bí ẩn. Sắp vậy thì lấy vậy thôi chứ sao giờ. 3 phong bì này, một phong bì sẽ có 10 triệu đồng, một phong bì sẽ có 1 triệu đồng và một phong bì là phần thưởng nhẹ nhàng từ chương trình. Có cười xuống. Hãy xem bên trong, sau đó chúng ta sẽ nói để cho người bên dưới nên chọn hay không nên chọn chúng ta. Bởi vì chọn thì phần quà sẽ chia làm đôi. Một nét diễn giả trân. Đi xem nào, xem nào. Rồi, bây giờ người đầu tiên phát biểu. Chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để trình bày người ta có nên chọn mình hay là không. Xin mời. Chọn anh đi. Ok anh, ok luôn, ok luôn. Quá hết rồi hả? Có nên chọn mình hay không thì anh đã chọn anh đi. Ngắn gọn xúc tích. Thôi anh ấy chọn rồi. Vậy thôi đừng chọn anh. Chị nghĩ là chị là bông hoa duy nhất đang đứng ở đây. Kiểu gì chị cũng được nhận được ưu ái. Nên là chọn đi. Không chọn là buồn đấy nha. Ok. ST Sơn Thạch. Đừng chọn anh. Anh muốn giữ nguyên cái phong bì này cho bản thân mình. Đừng ai chọn anh hết. Ai cũng nguy hiểm. Các anh chọn trước đi.
em chọn. Dạ, sẽ là người chọn trước à? Em là người được chọn cuối cùng. Bởi vì khi em chọn cuối cùng, em chọn vị trí nào, ai đã chọn rồi thì phải đi chọn chỗ khác. Em là người được một chọn duy nhất một người đó thôi. Ok. Đừng ai chọn cái gì hết nha, nói thiệt đó. Có vương quyền được quyền hả? Mời Quỳnh chọn đầu tiên. Em á, em vẫn thích chị Ngọc. Vẫn chọn chị Ngọc. Vâng. Quay 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 quay. Em thích. Chắc là muốn ghi lại cái lỗi lầm lúc đấy không nhận ra chị. Thì thôi chọn ai? Em chọn anh Thạch. Sơn ST Sơn Thạch. Chọn người khác đi. Thôi em đi, em chung thủy anh, em rất là chung thủy thiệt. Bây giờ là như thế này. Nếu như Đăng chọn một trong hai người bên kia thì cái người mà chọn rồi thì phải đi tới chỗ khác chọn. Còn nếu như Đăng chọn ông Phúc thì không sao cả, cứ chọn. Mà nhưng mà em thắc mắc là mắc cái gì mà anh té té cái đội. Ừ, té dữ vậy. Một là nhiều quá hay ít quá đấy. Không phải, tại vì ở trong đây là một cái kho tàng, một cái gì đó nó anh chưa bao giờ cầm được trong một trong cái chương trình này. Một là có tất cả, hai không có gì cả. Quà. Anh chưa bao giờ cầm được trong chương trình này. Mà em nghĩ là cái người cầm phần thưởng là anh Phúc. Tại vì đó, đơn giản, đơn giản em chỉ nghĩ đơn giản thôi là em thấy 1 triệu. Ông ánh quá. Làm gì ông ánh? Ông ánh, sự dây chuyền ông ánh. Ý là bé nói là bây giờ bé cho dù cái này là không có phải có tiền thì bé cũng sẽ được một cái dây chuyền hay là... Ý là chọn anh Phúc là cỡ nào anh Phúc cũng sẽ cho bé đúng một xe cái đúng không? Xe đúng không? Xe chia đôi đúng không? Và quyết định cuối cùng là... Anh Phúc. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại, Tino đã chọn Sơn Thạch, Chu Thúy Quỳnh đã chọn Triệu Hồng Ngọc. Dạ. Và Khải Đăng đã chọn Ưng Hoàng Phúc. Đây là phần quà. Đây là phần quà. Công cụ hỗ trợ di chuyển. Mời Tino lên đứng cạnh. Ủa, Sơn mà Thạch. Công cụ hỗ trợ di chuyển là gì à? Đây. Ê, là chiếc xe hơi á. Chiếc xe hơi. Em mời anh chọn. Màu nào anh lẹ ở nhau. Bây giờ một là Ưng Hoàng Phúc giữ 10 triệu, hai là Triệu Hồng Ngọc giữ 10 triệu. Thế nào để em sẽ cho chị Ngọc? Em có được chọn đâu mà em chọn. Đúng rồi. Chọn gì nữa chọn. Chọn cho người ta 10 triệu mà chọn gì nữa. Người ta 10 triệu mà chọn gì nữa. Người ta 10 triệu mà chọn gì nữa. Đăng mang về 5 triệu đồng, Ưng Hoàng Phúc mang về 5 triệu đồng, Chu Thúy Quỳnh mang về 500 nghìn đồng, Phan Phan Ngọc mang về 500 nghìn đồng, vô giá, ST không có ai hơn tụi em hết, vô giá, hai đôi giày hàng hiệu, vô giá, ST và Tino mỗi người mang về một vật di chuyển, đó là những bước chân đi đến tương lai của cuộc đời. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vỗ tay nồng nhiệt cho tất cả các bạn. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và yêu thương chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Sao tụi búp bê lại em biết là ai đấy nhá? Nhớ anh không? Nhớ à? Hay là làm gì đấy? À, búp bê chạm nhau. Đúng rồi, em nghi lắm. Đừng buông lời hứa rồi lại thở dài dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em giờ từng cơn sóng lại đi. Đừng buồn nhớ em hãy cuộc tình nào không luôn xót xa. Ngoài kia bao la sóng gió. Đừng quên tên anh. Em chuẩn bị trong đầu sẵn luôn một vài dữ liệu luôn. Ví dụ đang chuẩn bị ca sĩ nào trái với mình? Anh làm trường nhỉ? Anh làm trường khác vậy này.